Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay kênh món ăn ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn Món đầu hủ kho rau găm Một món ăn chay rất là ngon và rất là dễ làm Các miếng đầu hủ thì rất là ngọt, béo béo Còn rau găm thì có vị hương thơm rất là đặc trưng Rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác Tạo nên món đầu hủ kho rau găm rất là thơm ngon tuyệt vời Và rất là được ưa chuộng trong các bữa ăn cơm chay ở gia đình các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có hôm nay mình sử dụng 3 miếng tàu hũ vàng tàu hũ vàng mình mua ở chợ nha quý vị nên nó đã nguội hết rồi hồi mình sẽ chiên sơ lại trước khi mình kho với rau găm 100 g rau găm mình cũng đã gặt ra sạch rồi đó quý vị các trái ớt củ hành tím các tép tỏi một cọng hành lá còn gia vị thì gồm có muối, bột ngọt, bột niêm, đường cát, nước màu, nước mắm chai và dầu ăn. Các nguyên liệu và các gia vị thì cũng rất là đơn giản lắm luôn. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên thì mình sẽ bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Mình cho nhiều nhiều dầu vào nghe quý vị, để mình chiên sơ qua các miếng tàu hũ khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho các miếng tàu hũ vàng vào hôm nay mình sử dụng 3 miếng tàu hũ vàng nha quý vị nếu nhà mình đông thì có thể mình kho nhiều hơn và trong lúc mình chiên thì mình cũng đảo một lần nghe quý vị mình chiên tầm cũng khoảng 4 đến 5 phút rồi sau đó mình sẽ gấp ra và sau thời gian nãy giờ mình chiên các đậu hũ nó cũng đã vàng vàng ống ánh rồi Bây giờ mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn nha quý vị Các cọng hành lá thì mình sẽ sắt nhỏ nhỏ ra luôn Để khi nào mà đậu hũ kho rau răm của mình dính Thì mình sẽ cho hành lá vào để cho nó thơm hơn và ngon hơn Mình sắt nhỏ nhỏ ra luôn nha quý vị rau răm thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn. để nữa mình kho khi mà tàu hũ mình kho gần chín thì mình sẽ cho rau răm vào. củ hành tím thì mình cũng đập cho nó dập dập rồi sau đó mình cũng bầm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. để nữa mình phi. tương tự thì các cái tỏi mình cũng đập cho nó dập dập rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn nếu mình phi chung với củ hành tím nếu nhà mình ăn hừng chay thì có thể mình thay thế tỏi hành tím hành lá bằng hành bơ rô nghe quý vị còn nhà mình thì chỉ ăn chay không thường à ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn để khi nào mà đậu hũ kho rau găm của mình chín thì mình sẽ cho ớt vào cắt miếng đậu hũ nào quý vị thì mình sẽ chẻ ra làm 2, rồi mình chẻ ra làm 2 nữa. Một miếng đậu hũ thì mình sẽ chẻ ra làm 4. Tương tự thì các miếng đậu hũ khác mình cũng chẻ ra làm 4 luôn nha quý vị. Mình chẻ ra nhỏ nhỏ thôi, sao cho vừa ăn. Và mình cho khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê muối vào trong cái chén nhỏ. 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. 1 phần 3 muỗng cà phê bột niêm khoảng nửa muỗng cà phê đường cát nước mắm thì mình cho khoảng một muỗng canh lưng nước mắm chai vào luôn qua Và nước lọc mình cho cũng khoảng một muỗng canh nước lọc vào luôn để hồi mình sẽ ốp vào trong tàu hồ các miếng tàu hủ heo cái gì rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị của mình nó sẽ tan hết luôn mình quậy ra cho nó tan đều lên nha quý vị để họ mình ốp vào các miếng đậu hũ thì nó sẽ hấm rất là sâu vào các miếng đậu hũ luôn và bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước ốp vào trong dĩa đậu hũ luôn rồi sau đó mình sẽ cho nước màu vào cũng khoảng hơn một muỗng canh nước màu đó quý vị rồi mình đảo đều lên để cho các gia vị của mình nó sẽ thấm đều vào các miếng đậu hũ rồi mình để khoảng 15 đến 20 phút trước khi mình kho nghe quý vị. tại vì mình để càng hơi lâu quá quý vị để cho các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào các miếng đậu hũ rồi sau đó mình kho nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon lắm luôn. đậu hũ kho gâu gâm là lạ, lạ nhưng mà ăn rất là ngon lắm nghe quý vị. và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi. Trong lúc mình phi á quý vị thì mình sẽ đảo đều phần tỏi và hành tím của mình lên nha quý vị để cho tỏi và hành tím của mình nó sẽ vàng óng ánh đều lên. Và sau một hồi phi đó quý vị tỏi và hành tím cũng đã vàng ống ánh rất là thơm lắm luôn rồi đó quý vị thì mình sẽ cho nguyên dĩa đậu hũ vào nãy giờ mình ớt các gia vị thì cũng khoảng hơn 20 phút rồi đó quý vị rồi sau đó mình đảo đều lên và trong cái thời gian mà mình khó quý vị thì mình để rửa vừa vừa thôi nhỏ nhỏ thôi để cho các miếng đậu hũ của mình nó sẽ hấm các gia vị từ từ và chín từ từ nghe quý vị và trong lúc mình kho thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị mình đảo thêm một lần nữa rồi mình sẽ cho thêm một ít nước lọc vào khi mà các miếng đậu hủ nó lên màu rất là đẹp rồi đó quý vị thì mình sẽ cho nước lọc vào rồi tiếp tục mình kho nghe quý vị và trong lúc mình kho thì mình cũng chở tới lui các miếng đậu hũ nha quý vị, để cho nó chín đều hơn và nó ngắm các gia vị đều hơn. Mình chở thêm một lần nữa rồi mình kho thêm khoảng 3 4 phút nữa là được rồi nghe quý vị. Đến khi nó hơi sệt sệt lại thì mình sẽ à, cho rau răm vào. Rau răm thì nó rất là mau chín, cho nên khi mà mình cho rau răm vào rồi đó quý vị thì mình à, kho thêm cũng khoảng à, 1 đến 2 phút nữa là được rồi. Đó, và sau một hồi thì đầu hũ kho rau găm của mình cũng đã chín rồi đó quý vị và bây giờ thì mình sẽ cho các cọng hành lá nãy mình sắc nhỏ đó quý vị mình cho hết vào luôn và mình cho hết ớt sắc vào luôn nha quý vị và mình tắt lửa luôn và bây giờ mình sẽ múc hết gà dĩa luôn chuẩn bị mình dùng trong bữa cơm chay ở gia đình mình hôm nay mình làm một món rất là đơn giản đậu hũ kho rau găm Đó, múc gà đầy dĩa nè quý vị và bây giờ mình quay cận lên nè quý vị nguyên dĩa đậu hũ kho rau găm cũng đã chín rồi đậu hũ thì rất là ngọt nè bé béo béo nè ăn rất là ngon còn rau găm thì có vị hương thơm rất là đặc trưng rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món đậu hũ kho rau gâm rất là thơm ngon tuyệt vời và món này ăn chay thì họ phải nói rất là ngon tuyệt vời lắm luôn và ăn mặn cũng rất là ngon và đã thành phẩm ở đó quý vị rồi kênh món ăn ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau cảm ơn quý vị đã theo dõi cảm ơn quý vị rất nhiều